Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa ban hành quyết định phê duyệt danh sách 1.451 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2017. Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được công nhận sẽ được hưởng các chế độ chính sách theo quyết định số 18 và quyết định số 56 của Thủ tướng Chính phủ. Đó là được phổ biến, cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tình hình và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương, được cấp báo tạp chí, được tập huấn bồi dưỡng kiến thức, tham quan học tập kinh nghiệm, được hỗ trợ vật chất, động viên tinh thần vào các dịp lễ Tết của đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, người có uy tín là người tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, nhà nước, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đồng bào, có ý kiến về các chính sách đang được tổ chức thực hiện trên địa bàn đạt hiệu quả cao. Thực hiện chủ trương của huyện Simacai về chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, đến nay xã Lùng Xui, huyện Simacai đã trồng được 40 ha cây ăn quả ôn đới, đưa diện tích cây ăn quả ôn đới của toàn huyện lên hơn 200 ha. Theo mục tiêu đến năm 2020, huyện Simacai sẽ mở rộng diện tích trồng cây ăn quả ôn đới lên gần 500 ha tại 13 trên 13 xã, năng suất trung bình đạt 45 đến 50 tạ trên 1 ha, nâng thu nhập bình quân 110 triệu đồng trên 1 ha trên năm. Mô hình trồng cây ăn quả ôn đới như mận tả van, lê tai nung là mô hình có hiệu quả kinh tế cao, được đưa vào sản xuất trên địa bàn nhiều xã trong huyện. Vì vậy, cấp ủy, chính quyền huyện mong muốn các địa phương cần vận động nhân dân tích cực áp dụng các biện pháp kỹ thuật vào chăm sóc để cây phát triển tốt. Ngành nông nghiệp huyện cần chủ động phối hợp với các xã, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chuyển giao khoa học kỹ thuật và hướng dẫn bà con nông dân cách chăm sóc và phòng chống sâu bệnh, tiếp tục tuyên truyền để phát triển nhân rộng diện tích cây ăn quả trên địa bàn huyện. Sau khi 13 tỉnh, thành phố trong cả nước chuyển đổi mã vùng điện thoại, trong đó có tỉnh Lào Cai, thì giai đoạn 2 của việc chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định sẽ được tiếp tục từ ngày 15 tháng 4 tới tại 23 tỉnh thành. Cụ thể, 23 tỉnh, thành phố gồm Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Cà Mau, Bạc Liêu, Cần Thơ, Hậu Giang, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng bắt đầu chuyển đổi từ 0 giờ ngày 15 tháng 4 năm 2017, kết thúc quay số song song vào 23 giờ 59 phút ngày 14 tháng 5 năm 2017 và kết thúc thời gian duy trì âm thông báo từ 23 giờ 59 phút ngày 16 tháng 6 năm 2017. Cá nhân tổ chức khi thực hiện cuộc gọi liên tỉnh hoặc từ mạng di động đến số thuê bao cố định tại các tỉnh, thành phố thay đổi mã vùng thì vẫn phải quay số 0, tức số màu đầu quốc gia trước mã vùng mới như cách quay số 0 trước mã vùng cũ trước đây. Ví dụ muốn gọi đến thuê bao cố định tại tỉnh Lào Cai, khách hàng cần quay đủ mã vùng là 0214. Qua các số liệu báo cáo, việc triển khai giai đoạn 1 của việc đổi mã vùng điện thoại đạt được các mục tiêu cơ bản đề ra. Tỷ lệ các cuộc gọi liên mạng quay theo mã vùng mới đạt trên 85%. Cá biệt có những doanh nghiệp như Viettel đạt tới 98,8%. Việc chuyển đổi mã vùng này nhằm phù hợp với thông lệ quốc tế, cũng như đảm bảo kho số viễn thông được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với sự phát triển của thị trường, công nghệ. Sau 2 tuần triển khai chỉ thị số 02 về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất kinh doanh rượu, lực lượng quản lý thị trường cả nước thu giữ được hàng chục nghìn lít rượu. Chi cục quản lý thị trường tại các địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Phú Thọ, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Đà Nẵng, Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ, tịch thu hơn 40.000 lít rượu. Qua kiểm tra cho thấy, phần lớn các hộ dân sản xuất rượu thủ công có quy mô nhỏ, một số hộ dân nấu rượu kết hợp với việc sử dụng phụ phẩm để chăn nuôi nên không chú trọng đến chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm rượu. Các cơ sở sản xuất kinh doanh bán buôn bán lẻ rượu chưa chấp hành nghiêm túc về thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, gây khó khăn trong công tác tổng hợp đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh rượu. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai vừa có công điện yêu cầu các huyện, thành phố, các sở ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, y tế, công thương, tài chính, thông tin và truyền thông, công an tỉnh, bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh, cục hải quan, ban quản lý khu kinh tế, chi cục chăn nuôi và thú y, chi cục quản lý thị trường, chi cục kiểm dịch động vật vùng Lào Cai, báo Lào Cai, đài phát thanh truyền hình tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch cúm AH7N9 và các chủng virus cúm gia cầm có khả năng lây sang người, xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh Lào Cai.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương nêu trên cần thành lập các tổ công tác liên ngành, tiến hành kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn triệt để việc vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu tại các cửa khẩu lối mòn. Thực hiện vệ sinh, phun hóa chất tiêu độc khử trùng tại các chợ. Tuyên truyền thường xuyên, liên tục và sâu rộng trong cộng đồng và trên các phương tiện truyền thông đại chúng, đặc biệt là tại khu vực biên giới về tác hại nguy hiểm của bệnh cúm AH7N9 và chủng virus cúm có khả năng lây sang người để nhân dân chủ động phòng chống. Sẵn sàng các phương án ứng phó với các tình huống xảy ra cúm, kiểm tra, rà soát đảm bảo đầy đủ trang thiết bị y tế, thuốc men và hóa chất cần thiết để phục vụ công tác phòng chống dịch. Là địa bàn có đường biên giới và cửa khẩu phụ giao thương với Trung Quốc, nguy cơ dịch cúm gia cầm xâm nhập là rất cao. Vì vậy, các ngành chức năng của huyện Bát Sát đang tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống ngăn ngừa dịch cúm. Hộ gia đình anh Nguyễn Văn Cường, thôn An Quang, xã Quang Kim, chăn nuôi trên 1.400 con gà thịt. Vốn đầu tư lớn và cũng là nghề đem lại nguồn thu nhập chính, nên công tác phòng chống dịch bệnh được gia đình anh chú trọng hàng đầu. Vì vậy, anh chủ động tiến hành phun sát trùng khu vực chăn nuôi và tăng cường dọn dẹp chuồng trại hàng ngày. Thứ nhất là vệ sinh chuồng trại thì mình một tuần phun thuốc khử trùng 2 lần cùng công tác rắc vôi. Thứ hai là dọn dẹp máng ăn sạch sẽ và rắc chấu luôn để cho sân chuồng khô ráo. Nhằm hạn chế dịch cúm gia cầm, đặc biệt là H7N9 xâm nhập vào địa bàn, xã Quang Kim đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, đặc biệt là các hộ chăn nuôi quy mô gia trại, trang trại, nêu cao ý thức phòng ngừa dịch cúm. Để làm tốt công tác phòng chống dịch H7N9, H5N1, xã Quang Kim là một xã có địa bàn tương đối phức tạp, có 3 thôn biên giới và tiếp giáp với thành phố Lào Cai. Bởi vậy, công tác phòng chống là phải được làm cương quyết và phải triển khai đồng bộ. Bởi vậy, xã đã tiến hành cho các lực lượng phối hợp tuần tra kiểm soát dọc biên giới và bố trí kinh phí để mua vôi và cùng với hóa chất của ngành nông nghiệp chuyển đến để phun khử trùng toàn bộ môi trường ở dọc các cái đường lối mòn giáp biên giới và thôn biên giới, đặc biệt đối với những hộ có nuôi gia cầm với số lượng nhiều và toàn bộ những cái hộ mà có cái chuồng trại sát biên giới thì chúng tôi tiến hành phun cho đảm bảo không để có cái dịch bệnh lây lan. Hiện toàn huyện Bát Sát có trên 405.000 con gia cầm. Để kiểm soát dịch cúm, huyện đã tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình, kiểm soát việc vận chuyển, buôn bán, giết mổ gia súc gia cầm trên địa bàn, đồng thời cấp phát 600 lít hóa chất tiêu độc khử trùng cho các địa phương, giáp biên và khu vực các chợ đầu mối của huyện. Đối với cán bộ của Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện đã giải đi tất cả các xã để tổ chức triển khai và hướng dẫn bà con để cho biết cái biện pháp phòng chống cái dịch cúm H7N9 theo cái văn bản và sự chỉ đạo của cấp trên. Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các địa phương và cơ quan chuyên môn, đến thời điểm này, đàn gia cầm của huyện Bát Sát đang phát triển ổn định, chưa ghi nhận dịch bệnh xảy ra. Năm 2016, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai đã thực hiện 138 cuộc thanh tra kiểm tra. Qua kiểm tra cho thấy, có 641 đơn vị nợ bảo hiểm xã hội trên 3 tháng, với số tiền thực hiện nghĩa vụ nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là trên 55 tỷ 200 triệu đồng. Việc chây ỳ nợ đọng bảo hiểm vẫn đang gây khó khăn cho cơ quan chức năng. Khó khăn trong công tác thanh tra kiểm tra hiện nay của ngành bảo hiểm xã hội là còn nhiều nội dung chưa có chế tài cụ thể, chưa đủ sức răn đe, chấn chỉnh các hành vi vi phạm về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Chủ yếu mới chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở, đôn đốc nên kết quả xử lý chưa cao. Chính vì vậy, một số doanh nghiệp vẫn cố tình chây ỳ, nợ đọng kéo dài, gây khó khăn cho cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động. Để các chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp tục đi vào cuộc sống, thời gian tới Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, đặc biệt là thực hiện tốt chức năng thanh tra chuyên ngành về bảo hiểm xã hội, phối hợp với các cơ quan liên quan, khởi kiện các doanh nghiệp có vi phạm về trốn đóng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kéo dài sẽ là những công cụ, chế tài quan trọng, đủ sức răn đe, giúp cơ quan bảo hiểm xã hội giám sát việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần đảm bảo an ninh xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Vừa qua tại trường Trung học cơ sở Cam Đường, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai tổ chức hội thảo chuyên đề dạy học gắn với mô hình trường học sinh thái năm học 2016-2017. Qua buổi hội thảo, các đại biểu về dự là cán bộ cốt cán bộ quản lý của các trường trung học cơ sở thành phố đều có chung nhận xét. Mô hình dạy học gắn với môi trường đem lại nhiều lợi ích trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, tạo niềm hăng say, hứng khởi trong dạy và học. Điều này được minh chứng thêm qua tiết dạy chuyên đề về bộ môn sinh học do giáo viên và học sinh trường trung học cơ sở Cam Đường thực hiện tại không gian xanh của sân trường. Đây là năm học thứ 3, ngành giáo dục thành phố thực hiện mô hình trường học gắn với thực tiễn. Qua triển khai, các đại biểu cho rằng để mô hình đạt hiệu quả thì cần phải hướng cho học sinh trải nghiệm một cách phù hợp với môi trường các em đang sinh sống và phát triển. Thông qua đó, bản thân các em sẽ tuyên truyền, áp dụng các kiến thức đã được học vào thực tế cuộc sống, góp phần nâng cao thái độ, ý thức bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan trường lớp xanh sạch đẹp. Thưa quý vị và các bạn, ở những khu vực vùng cao Lào Cai, giao thông đi lại khó khăn, mô hình học sinh ở bán trú đang được xem là giải pháp khả thi cho việc nâng cao chất lượng và tỷ lệ chuyên cần của các nhà trường. Vậy nhưng trước thực trạng thiếu phòng ở cho học sinh bán trú như hiện nay, giải pháp tình thế được một số địa phương áp dụng là cho các em ở nhờ nhà người quen hoặc các hộ dân gần trường học. Nhưng cũng chính từ việc các em không ở tập trung đã dẫn tới khó khăn trong công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường, ghi nhận tại xã Vĩnh Yên, huyện Bảo Yên. Tại là nhà trường chưa có đủ cơ sở vật chất thì các em cố gắng ở đây với chỗ ông bà nhé. Khi nào mà các thầy cô có đủ cái điều kiện để cho các em ở trong đó thì các thầy cô sẽ tạo điều kiện cho các em tại trong trường ở cùng các bạn cho vui nhé. Dù là đối tượng được ở bán trú, vậy nhưng từ hơn năm nay, hai em Hoàng Minh Giám và Lò Thị Hiên đã phải đến ở nhờ nhà cô giáo với lý do trường tiểu học số 1 xã Vĩnh Yên, nơi các em đang học không thể đáp ứng được hết nhu cầu ở bán trú của học sinh. Đi bộ từ nhà đến trường thì thấy thích hơn hay là thích ở đây hơn? Thích ở đây hơn ạ. À, tại sao thích ở đây hơn? Vì có bà chăm sóc ạ. Cũng đều phải ở nhờ bên ngoài trường học. Vậy nhưng Hoàng Minh Giám và Lò Thị Hiên có may mắn hơn rất nhiều học sinh khác bởi được sự chăm bẵm, dạy dỗ thường xuyên của cô giáo Nguyễn Hồng Giang, người cho hai em ở nhờ. Là các cháu nó thì đường cái nó đi lại xa xôi thì trước hết là mình muốn là đưa các em ra đây ở để nhất là bảo ban các em, bởi vì cũng là mang tính chất là gia đình và cũng là hai nữa là học sinh của mình chủ nhiệm. Và nếu như mà nhà trường mà có cái chỗ nơi ăn chỗ ở cho các em ở trong bán trú thì cái điều kiện nó sẽ tốt hơn là ở ngoài, bởi vì ở ngoài thì ví dụ như là các em mà nó có những cái thầy cô giáo ấy thì cái sự học hành của các em thì được bảo ban đi, nhưng mà nếu như ở nhà dân thì người ta cũng phải đi làm, thì chắc là theo bản thân tôi nghĩ thôi thì cái việc bảo ban các em trong cái việc học hành thì sẽ không tốt bằng các em ở trong trường ạ. Trường tiểu học số 1 Vĩnh Yên hiện có 84 em học sinh đủ tiêu chuẩn ở bán trú. Do điều kiện cơ sở vật chất chỉ có 3 phòng ở nên nhà trường chỉ có thể bố trí cho 25 học sinh nam và 20 học sinh nữ ở trong trường. Còn 39 em phải ở bán trú ngoài nhà trường. Ngoài những khó khăn trong công tác quản lý thì những nỗi lo về việc nhắc nhở rèn luyện, tự học, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nguy cơ xa tệ nạn xã hội đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc nâng cao chất lượng học tập của nhà trường. Đây cũng là giải pháp tình thế do cái điều kiện cơ sở vật chất là không đáp ứng được cái nhu cầu của phụ huynh. Thì theo như cái quy định thì đối với học sinh thì được ở tiểu học được ở bán trú thì là từ 4 km trở lên, không thể đi lại trong ngày được. Nếu mà với cái khoảng cách nhỏ hơn thì các em đi lại qua suối, qua cầu tạm rồi là đường sạt lở thì các em có thể được xét ở. Thế tuy nhiên là cái ở bán trú, ngoại trú thì báo cáo đây là giải pháp tình thế. Thực ra là cái công tác quản lý và nâng cao chất lượng thì cũng không được đảm bảo như đối với học sinh ở trong trường. Từ những khó khăn, thiếu thốn về nhà ở công vụ cho giáo viên và nhà ở cho học sinh bán trú, năm học 2017, huyện Bảo Yên sẽ tiến hành xây dựng 63 công trình với 51 phòng ở bán trú, 126 phòng công vụ cho giáo viên. Hiện chính quyền các địa phương Bảo Yên đang nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, thực hiện việc xã hội hóa để sớm hoàn tất mặt bằng xây dựng các công trình. Qua tuyên truyền vận động thì các hộ gia đình rất là nhất trí cao với cái cách làm, tức là
vận động rồi các hộ dân cũng đã hiến đất, sau đó là cũng đảng ủy, ủy ban nhân dân ấy thì cũng đi vận động các cái hộ sản xuất kinh doanh ở trên địa bàn xã ủng hộ cái một số ít kinh phí để hỗ trợ cái cho cái việc thuê máy móc để san gạo, san gạt mặt bằng này. Mô hình học sinh ở bán trú đang được xem là giải pháp khả thi cho việc nâng cao chất lượng và tỷ lệ chuyên cần của các nhà trường hiện nay. Chính bởi vậy, việc sớm hoàn thành các phòng ở bán trú và nhà ở công vụ cho giáo viên là bước cụ thể hóa đề án rà soát, điều chỉnh mạng lưới trường lớp học tỉnh Lào Cai giai đoạn 2015-2020. Qua đó, kịp thời khắc phục những tồn tại của mạng lưới trường lớp học hiện tại, giảm số điểm trường lẻ, trường có quy mô nhỏ, đưa học sinh ở điểm trường lẻ về học tại các trường chính, đồng thời mở rộng quỹ đất cho các nhà trường. Phấn đấu đến năm 2020, giáo dục Lào Cai đứng trong top các tỉnh dẫn đầu giáo dục vùng cao của cả nước. Bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.